hội phù sa. Người miền trung gian khó nhiều đời qua, từ khi anh xa quê nhà, từ đó em nhớ mong người xa. Nhà chống lũ do Thủy Tiên kêu gọi xây dựng đã bắt đầu phát huy tác dụng, là nơi an toàn cho dân, dân tình bắt đầu quay xe. Thủy Tiên từ lâu đã được khán giả yêu mến bởi tấm lòng nhân ái với những hoàn cảnh khó khăn. Năm 2020, nữ ca sĩ đã đứng ra kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại từ trận lũ lịch sử. Việc làm ý nghĩa vướng vào nhiều điều tiếng không hay, vợ chồng Thủy Tiên tiến hành sao kê minh bạch và cập nhật kết quả của chuyến từ thiện với mọi người. Trên trang cá nhân ngày 1 tháng 10, Thủy Tiên đăng tải hình ảnh người dân đến tránh bão lũ ở nhà cộng đồng. Nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, các chiến sĩ công an nhân dân và mạnh thường quân đã giúp đỡ đồng bào trong lúc khó khăn. Nhà văn hóa cộng đồng mà chúng ta đã cùng nhau góp tiền xây dựng năm nào, hôm nay thực sự có giá trị với bà con nhiều lắm. Bà con đang tránh trú bão lũ tại đây, ưu tiên người già và trẻ nhỏ. Cảm ơn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ xây dựng nhà. Cảm ơn các chiến sĩ công an nhân dân đã hỗ trợ đưa bà con đến nơi tránh trú an toàn. Cảm ơn sự góp sức của tất cả mọi người nhiều lắm, cô viết. Bài viết của Thủy Tiên nhanh chóng thu hút sự quan tâm sau khi đăng tải. Khán giả bày tỏ sự vui mừng khi người dân đã có chỗ tránh trú an toàn vào mùa mưa bão. Cứu hộ người ta đem một đống rồi, như đây mọi người cùng chia nhau nấu ăn. Ở đây có ai bệnh hoạn tự chăm sóc nhau luôn, nó dễ hơn, nó lẻ hơn đúng không? Thì bây giờ nếu ai hiến đất thì con bà con xây một cái nhà lớn 3-4 tầng luôn, lục cỡ nào cũng không tới. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng ca ngợi tấm lòng của vợ chồng Thủy Tiên này đã được chứng minh. Không ít fan gửi lời động viên nữ ca sĩ tiếp tục giúp đỡ đồng bào miền Trung trong đợt bão lũ này. Một số bình luận liên quan, mọi giá trị tình yêu thương sẽ còn tồn tại mãi. Nhà văn hóa cộng đồng thực sự giá trị vào những thời điểm mưa to, bão giông như thế này. Thủy Tiên ơi, về miền Trung giúp bà con miền Trung nữa đi em. Sự cống hiến của chị năm nào giờ thấy được ý nghĩa với người dân miền Trung, thấy vui và hạnh phúc he chị. Năm nay lũ, cô Tiên vẫn là Thủy Tiên về miền Trung thân thương đi em. Tuyệt vời lắm em, nhìn đây mới thấy giá trị thực tế, cứu người cứu dân đúng lúc. Thủy Tiên đã có hành động đẹp và ý nghĩa trong mùa mưa lũ dù vướng vào không ít ồn ào. Đoàn kết, lá lành đùm lá rách là truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam ta. Trong những lúc khó khăn, tinh thần này lại càng được nêu cao hơn nữa. Mùa mưa bão đến, miền Trung đang oằn mình chống chọi. Đây là thời điểm người Việt thể hiện sự sẻ chia, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Có nhiều cách để cho đi yêu thương, không chỉ vật chất mà còn ở tinh thần. Hy vọng rằng người dân miền Trung sẽ mạnh mẽ bước qua những tháng ngày khó khăn, đồng bào cả nước luôn sánh vai. Nhà cộng đồng xây dựng từ sự ủng hộ của mạnh thường quân cả nước đã phát huy tác dụng trong mùa mưa bão. Hy vọng rằng sẽ có nhiều tấm lòng vàng nữa đùm bọc đồng bào miền Trung lúc khó khăn như thế này. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!